Ngày 22 tháng 2, tức ngày 22 tháng Giêng năm Nhâm Dần, Đại Đức Thích Tâm Thành, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ngã Năm, trụ trì chùa Minh Đức cùng bổn đạo Phật tử, đồng trang nghiêm cung thiết Pháp hội Dược sư, cầu phong điều vũ thuận, quốc thái dân an nhân dịp đầu năm mới. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, cùng chư tôn đức ban thường trực, trưởng các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, trụ trì các tự viện và Phật tử thập phương đồng về tham dự. Pháp hội Dược sư tại chùa Minh Đức diễn ra trang nghiêm theo nghi thức truyền thống. Chư tôn đức cử hành nghi thức hoa đăng cúng Phật cầu quốc thái dân an, nguyện hương lễ tam bảo và đăng đàn tọa vị. Thập phương bá tánh cầu hội trang nghiêm đối trước chư tôn đức dâng lời tác bạch, cầu mong mưa hòa gió thuận, nhà nhà áo ấm cơm no, đất nước thái hòa hưng thịnh. Cầu gia đình bình an, sức khỏe tốt và thành đạt trong cuộc sống. Hòa thượng Thích Minh Hạnh được cung thỉnh ban đạo từ tại Pháp hội. Ngài giải thích về tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng chánh pháp của đạo Phật cho bà con Phật tử hiểu và an tâm thực hành thiện pháp. Hòa thượng khuyến khích các tự viện nên tổ chức Pháp hội Dược sư để hướng đạo cho thập phương Phật tử cầu an theo tinh thần chánh pháp mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi. Hòa thượng thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ để mọi ước nguyện chân chánh của bà con đều thành sự thật, chúc an lành đến toàn thể Pháp hội. Chư tôn đức cùng bà con Phật tử đồng hiệp tụng kinh Dược sư, đại chúng dâng cả tấm lòng thành lên chư Phật Dược sư, cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm Nhâm Dần 2022.